Lâu lâu lâu, hello anh em nha. Làm lại con Xayah. Đợi bên kia toàn sát thủ rồi, bích Xayah chuẩn cái đó. Bên kia toàn sát thủ, nghe là tự chơi được. Vô vô vô. Gì ghê vậy? Quyền năng bất diệt chuẩn xác gì ghê vậy? Gắt vậy, lát đợi lát thôi gì cả. Hay. Này giờ nó được rồi, sát thương linh tướng 77, tổng hợp máu 46, số lượng kích hoạt 6. 7 máu, số lượng kích hoạt nãy giờ được 7 nhân 6 là 42. 42 máu. Akali đứng sau lưng đó, nó dụ đó. Này chưa thấy Akali luôn nè, Akali đứng sau lưng à. Dụ thấy, dụ thấy. Làm gì có chuyện Kalista nó đứng trước mặt tụi mình vậy? Yoda nó cái nó chết sao? Kẻ canh có gờ mà. Nếu mà không có Akali sau lưng mà nó đứng vậy là nó cũng không biết chơi. Mình phải nghĩ là nó biết chơi chứ. Kìa mấy ông chơi để mấy ông cầm thấy giáp cốt. Kìa mấy tình huống này không có tác dụng đâu á. Giờ giáp cốt đơ quỳ nó cái xong đơ quýnh nó. Mấy giáp cốt để mấy BK chứ. Giáp cốt đâu có tác dụng đâu. Trời ơi. Quỷ lộn ghê quá vậy. Trời 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 đất ơi, trời đất ơi. Rồi ai đang hết luôn. Ba mạng luôn. Cái thanh niên này cứ giỡn. Trời. Á cái skin này cái giáo bay ra tưởng tôi cái gỡ bay ra luôn quá trời. Cái nó quỳ cái giáo là tưởng cái gờ không á. Skin này nhìn không có quen nha. Easy easy easy. Trời ơi, nó quýnh kìa. À, quỷ sen không cover mình luôn, chạy qua đâu qua đó vậy sen. Ủa à, quỷ sen không cover luôn chứ, chạy qua kia luôn chứ, ác vậy. Chạy qua solo với kia luôn, không cover mình luôn. Trời ơi, nó e hụt. Hèn gì. Đứng dậy mà e hụt, vậy huynh đại ơi, vậy huynh đại. Trời ơi, ông e hụt sao mà không cover luôn, chạy qua kia không quýnh luôn chứ. Chạy qua kia không solo với con Gengar làm gì biết nữa. Không khi AD mình bị đập. Nay em buồn quá AD, bản thân bị mất phương hướng. Cuộc sống em bị bế tắc, nhưng nghĩ đến gia đình lại không muốn gục ngã hai. Cảm ơn Huy nha, cảm ơn em nha. Ai cũng có lúc bế tắc hết mà. Giống như cái lúc mà anh AOSTV, anh với KD á. Rồi lúc đó em chưa không biết là bế tắc cái nào lắm. Kiểu AOSTV qua KD xong mấy KD thua bê nữa. AOSTV cái gì? AOSTV qua KD bị chửi. Xong rồi thua bê, team bị thua bê nữa. Thua PCP á. Xong bị chửi tiếp, sau đó lên A bị chửi tiếp. Ai cũng có lúc bế tắc mà, phải vượt qua mà. Phải vượt qua. Hôm qua đợi mới đọc cái hay lắm là hả, khi mà mình đang bế tắc mình hãy nghĩ tới mình hãy nghĩ tới cái chết. Nhưng mà không phải lúc này, thấy chưa, thấy ơi, cho dù đơ có vô hết chết nhưng mà đơ vẫn không chết, thấy không? Cho dù đơ có vô hết chết nhưng mà đơ vẫn không chết nè, không gì là bế tắc cả. Hôm qua đợi có đọc cái hay cái khi mà kiểu mình đang cảm thấy bế tắc, đang cảm thấy mệt mỏi á, thì mình sắp tới là mình hãy nghĩ tới sắp tới là mình được cái những cái điều tốt đẹp, những điều vui vẻ nó sẽ đến với mình. Còn khi mà mình đang
đang hạnh phúc, đang vui vẻ thì không chừng một tuần một tháng thì mình sẽ buồn á, kỳ vậy á. Học đấy cũng hay, nhiều lúc đơ cũng thấy đơ hài lòng cuộc sống đơ, xong rồi tự nhiên cái tuần hai tuần sau thay đổi nhiều. Còn những lúc mà đơ đang cảm thấy chán chán nản nản, kiểu sao cuộc đời mình á đang ngon tự nhiên nó đi xuống một mức mà nó thảm vậy, sao tự nhiên sau đó lại có cơ hội khác. Nó thiệt mà. nó dở nha. Bế tắc là mình cho dù cuộc sống có đẩy đưa đến đâu nhưng mà mình vẫn phải tiến lên nha. Giống nãy giờ hết chết nhưng mà tôi vẫn vùng vẫy, tôi đấu tranh để tôi sống còn, thấy chưa? Cuối cùng thì tôi sống, tôi đúng đấu gì là kết thúc, thấy chưa? Rồi sao giết được, rồi sao giết được anh em giết đờ phải trả giá. Trời ơi, chơi game giống như hả, bên kia đối thủ bên kia chỉ có mỗi đờ hay sao á, cái đờ giết không à, không hiểu. Đồng đội lên cũng mạnh mà không giết đồng đội, đờ đi cho tao bắn đi. Yes sir. Giết đờ. Có khi nào cảm thấy cảm giác tay không được tốt chưa? Trời, anh bị hoài, anh nó một tuần vài tuần làm bị á, hồi xưa anh bị hoài luôn á, hiện tại thì đỡ rồi. Kiểu người ta kêu mất cảm giác tay thì nên chơi game khác, hoặc là kiểu để tay nó nghỉ ngơi á. Mà anh mỗi lần anh bị là anh càng chơi game nhiều hơn, mà anh càng chơi anh càng thua, nhưng mà anh vẫn chơi, anh đếm là cố chấp rồi. Kiểu ví dụ mình đang nắm 10 điểm á, cái bị mất cảm giác tay giống như mình xuống cái bạch kim vậy, thiệt luôn á. Mình đang thách đấu á, mất cảm giác tay cái xuống bạch kim luôn á, thiệt á. Đợi chơi ngân hàng á, đợi tầm 2021-2022 á, chơi ngân hàng á, trời ơi, tự nhiên cái lúc đó đang đại ca thủ, cái bị mất cảm giác tay, kiểu vô quýnh bị nó hành không, kiểu nó bị hành ngấp đầu không nổi luôn á. Cảm giác ủa cái gì vậy trời, cái này phải găng của mình không vậy, sao nó quýnh ghê quá mà mình liên chỗ không nổi luôn vậy. Ừ đi chưa, mai sống. Khùng hết rồi, bên kia khùng hết rồi, bên kia khùng hết rồi đó. Kia khùng hết rồi đó. Bay vô, nè bay vô, lông nè. Có lông nha, đâu có lông đấy. Trời đất. Nè, bây giờ giết được đơ để cho mỗi hàng 50. Được chứ. Bỏ đi, xuống cứu gì nữa. Rồi, xuống cứu, mình là anh em à. Mình là anh em à. Giết đi đó, giết đi nè, mỗi đứa 500 luôn, chứ phải 5 triệu nữa. À, đâu, không phải 50 nữa. Giết đi. Giết hổ cái. Đâu y tín. Em luôn anh em à. Đời sẽ dạy cho bên kia biết hả, thế nào là bỏ cuộc. Lát combo nè. Gelat combo nè. Cấp đẹp nè, gel cấp đẹp. Đúng rồi. Cấp đẹp. Hay quá gel, cấp đẹp. Cấp đẹp quá trời không vô sao được đúng không gel? Cấp đẹp quá trời không vô thì được đúng gel. Chết bà. Cái ghê vậy, đứng đâu không làm đơn gục ngã đâu. Pha này ít nhất là qua kêu, ít thì qua kêu, nhiều thì bên đây kêu. Trời ơi, bên kia tự sát quá vậy, tự sát vậy sao qua kêu được, không được quýnh 5 luôn kìa. Chưa gì chết hai thằng rồi, giờ chạy lên em rồi, chán nhở. Trời ơi, chết tiếp luôn kìa, không cho cả bánh 5 để lấy lại danh dự luôn á. Trời, chán chưa? Không chơi nữa, nghỉ luôn. Nó chứ end game 2. Hất tung nó, yes sir. 3, 2, ơi. Nó nhà vậy, tự nhiên quýnh nó nhà vậy.